Chuyển sang câu hỏi cuối cùng của bài miêu tả một sự kiện quan trọng trong lịch sử đất nước bạn. Chúng ta có câu hỏi đó là miêu tả explain why do you think it is important? Giải thích tại sao mà nó là quan trọng. Thì mình nhấn mạnh lại đây là câu hỏi quan trọng, đây là câu hỏi mang tính chất tập trung, cần phải tập trung trong bài nói speaking part 2. Thì trong câu hỏi này chúng ta sẽ có một số cụm từ sau. Đầu tiên là chúng mình muốn nói là người Pháp đã hoàn toàn thất bại. Chúng ta sẽ thay cho từ lost và từ completely bằng những từ khác, nó sẽ đúng hơn. Mà khi dịch ra thì chúng ta sẽ hiểu rằng là người Pháp bị đánh bại một cách toàn diện. Đó, thì mình đang muốn dịch cái cụm từ đó cơ. Bị đánh bại và một cách toàn diện là gì? Chúng ta cũng sẽ biết được từ đồng cách diễn tả khác của cụm từ đó là to be proud of something. Proud of something này là tự hào về cái gì đó và nó là tính từ. Nhưng mình muốn dùng cụm danh từ cơ thì đó là từ pride thêm cái danh từ gì phía trước. Ok, chúng ta có hai từ đó là một nhân vật miêu tả một nhân vật lịch sử quan trọng mà ở đây chúng ta nói đến đó là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vậy thì một người quan trọng trong lịch sử chúng ta sẽ không dùng từ person nữa mà dùng một từ khác. Tiếp theo đó là mình muốn nhấn mạnh là người quân đội Việt Nam đang dưới sự chỉ huy của ai đó. Chúng ta sẽ không dùng từ control mà sẽ dùng một từ khác. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài ngày hôm nay. Why do you think it is important? There are several reasons why I think the Battle of Điện Biên Phủ was a crucial historical event. First and foremost, the French was comprehensively defeated and had to enter the negotiation to end the war, which lasted for years. Without this victory, I think our generation cannot enjoy the peace at the present. In addition, it was a typical battle that was well known for the fact that the weaker can defeat the stronger. Nowadays, most of the Vietnamese take pride in this victory when they talk about history. Last but not least, the Vietnam Army was under the command of General Võ Nguyên Giáp, who was a significant figure in Vietnam history. Without his decisiveness, I think the war could cost us many more deaths. Ok, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu bài nói bằng cụm từ như sau. Có một số lý do tại sao tôi nghĩ rằng trận chiến Điện Biên Phủ là một sự kiện lịch sử quan trọng. Ok, chúng ta có từ crucial historical event thì mình sẽ giải thích thêm một chút lúc sau. Tại sao ở đây mình dùng từ crucial historical event mà lại không dùng từ historic event, mà lại không dùng từ crucial historic event? Thì mình giải thích thì chúng ta có 3 lý do cho câu hỏi này. Và mỗi lý do chúng ta đều phải có một từ nối đó là first and foremost, in addition và last but not least. First and foremost, từ foremost, first and foremost có nghĩa rằng là đầu tiên và là quan trọng nhất. In addition là thêm vào đó. Last but not least tức là cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng. Ok, thì chúng ta sẽ nói ý đầu tiên như sau. Người Pháp đã bị đánh bại hoàn toàn và phải bước vào và phải đi vào đàm phán để kết thúc trận chiến mà đã kéo dài hàng năm trời. Ok, comprehensively defeated tức là bị đánh bại một cách toàn diện. Comprehensive có nghĩa rằng là toàn diện. Thì một lát sau mình sẽ tìm ra một số từ mà rất hay dùng từ toàn diện đó là comprehensively. Và chúng ta hãy chú ý thêm một từ một chút đó là bị đánh bại, đó là were defeated, bị đánh bại một cách toàn diện. Và đã phải bước vào vòng đàm phán và cái bàn đàm phán, cuộc đàm phán đó là negotiation. Và bước vào bàn đàm phán chúng ta có cụm từ đó là enter the negotiation để kết thúc trận chiến mà đã kéo dài hàng năm trời. Lasted for years tức là đã kéo dài hàng năm trời. Nếu chúng ta nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cái sự kiện này bằng cách đó là giả sử mà không có cái chiến thắng này, nếu mà không có chiến thắng này, tôi nghĩ rằng là thế hệ của chúng tôi không thể tận hưởng được cái hòa bình ở hiện tại. Generation đó là thế hệ và tận hưởng hòa bình đó là enjoy the peace at the present, ở thời điểm hiện tại. Thêm vào đó, chúng ta bước sang cái ý số 2, đó là một trận
thì chúng ta phải có từ nối đó là in addition để đảm bảo tính mạch lạc trong bài nói. Đó là một trận chiến điển hình mà nổi tiếng cho thực tế đó là người yếu hơn, kẻ yếu hơn có thể đánh bại kẻ mạnh hơn. A typical battle tức là một trận chiến điển hình. Ok, từ typical này có nghĩa rằng là điển hình. Một chúng ta dùng để nhấn mạnh đó là một sự độc nhất hay là một cái gì đó rất là đặc trưng thì chúng ta dùng từ typical là điển hình, mà nổi tiếng chúng ta dùng mệnh đề quan hệ, mà nổi tiếng cho thực tế đó ra đó là well known for the fact that, nổi tiếng cho thực tế đó là người yếu hơn có thể đánh bại kẻ mạnh hơn. Ok, từ defeat ở đây mình dùng tức là chủ động, tức là đánh bại. Nhưng ở phía trên thì chúng ta dùng từ were defeated, nghĩa rằng bị đánh bại. Thì tùy trường hợp các bạn phải dùng bị động hay chủ động khác nhau. Ngày nay, phần lớn người Việt Nam đều tự hào về chiến thắng này. Khi bọn họ nói về lịch sử, chúng ta có cụm từ đó là take pride in something bằng cụm từ đó là to be proud of something, và nó có nghĩa rằng là tự hào về cái gì đó. Proud of something. Thì mình khuyến khích là các bạn nên dùng từ take pride in something này thì nó hay hơn. Nhưng các bạn chú ý nhá, chúng ta bắt buộc phải đi với giới từ đó là in, nhưng mà tính từ thì lại phải đi với of. Thì các bạn hãy học lấy một cái và hãy nhớ đến cái giới từ của nó. Ok, và một chuyển sang lý do cuối cùng, và chúng ta phải có từ nối đó là last but not least, cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng. Quân đội Việt Nam đã dưới sự điều khiển của tướng Võ Nguyên Giáp, người mà là một nhân vật quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Under the command of something tức là dưới sự điều, dưới sự chỉ huy của ai đó, thì từ này nó hơi mang tính chất quân đội một tẹo. Và tiếp theo đó là một nhân vật quan trọng hay là một hình mẫu quan trọng, chúng ta hãy dùng từ figure. Figure này ở đây là một con người điển hình, và từ significant thì các bạn chắc vẫn còn nhớ, từ này đồng nghĩa với từ important. Vậy thì đây là một nhân vật quan trọng trong lịch sử. Nói đến một nhân vật nào đó nổi tiếng hay là một nhân vật rất là có tai to mặt lớn, chúng ta hãy dùng từ figure chứ không nên dùng từ people hay là person. Ok, nếu mà không có sự quyết đoán của ông ấy, tôi nghĩ rằng là chiến tranh này sẽ gây ra rất là nhiều cái chết nữa khác nữa, rất là nhiều tổn thương vong nữa. Decisiveness thì nó là từ loại của từ này. Decide đó là động từ quyết định, decisive đó là tính từ quyết đoán, và decisiveness có nghĩa rằng là sự quyết đoán. Ok, vậy thì decisiveness nó là từ loại của từ decide. Cái trận chiến này có thể gây ra nhiều cái chết nữa, nhiều thương vong nữa. Chúng ta có cách dùng của từ cost như sau: cost somebody hay là somebody something. Ví dụ như là tôi gây ra rất nhiều phiền toái cho mẹ tôi chẳng hạn. I cost, thì các bạn thử nghĩ xem dùng thế nào. I cost somebody ở đây hay là cost somebody có nghĩa rằng là gây ra cho mẹ tôi đúng không? My mother many trouble. Ok, vậy thì tức là tôi gây ra cho mẹ tôi rất là nhiều phiền toái. Ở đây là cái trận chiến này có thể gây ra cho chúng tôi rất nhiều cái chết, rất là nhiều thương vong nữa. Ok, vậy thì đó là tất cả những cái cụm từ về nội dung. Nhưng mà về phát âm thì sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau đây luôn. Đầu tiên thì các bạn, mình sẽ xóa cái layout này đi. Ok, đầu tiên thì mình sẽ nói thêm một chút về từ historical và historic. Tại sao mà mình lại không dùng từ, tại sao mà các bạn, nếu các bạn biết là tin thế này thì lại sai này. Ok, mình sẽ viết bút trắng đi cho nó dễ nhìn nhá. Okay. Nếu các bạn nói thế này thì là sai này. Crucial historic event. Nếu các bạn tự nói thế này thì nghe nó không có đúng lắm. Bởi vì từ historic này là có được sẽ hiểu đó là một sự kiện quan trọng trong lịch sử, một sự kiện mang tính chất lịch sử quan trọng. Vậy thì trong từ historic này đã có từ, đã có hàm ý quan trọng rồi, mà từ crucial lại là quan trọng nữa. Như vậy là nếu thế thì chúng ta sẽ bị lặp về ý nghĩa. Cho nên các bạn phải dùng là một sự kiện quan trọng trong lịch sử. Và nếu mà một tính từ để miêu tả sự
một miêu tả một tính từ quan trọng, một tính từ lịch sử, thuộc về lịch sử thì chỉ là historical event mà thôi. Như vậy các bạn hãy dùng từ là crucial historical event chứ không dùng là crucial historic event nha. Ok, đó là từ đầu tiên. Từ tiếp theo mà các bạn nên chú ý đó là từ command. Command. Ok, command trọng âm sẽ rơi vào số 2, đọc là command. Từ tiếp theo mà các bạn có thể chú ý thêm một chút đó là từ để mình xem nào. Từ command. Negotiation. Negotiation. Ok, mình sẽ phiên âm bằng bút đỏ đi để các bạn nhìn rõ ràng hơn. Từ này không phải là command mà là command, tức là đề làm ơ thôi. Command, command, và cũng đừng quên cái ending sound là âm D này ở cuối nha. Command. Tiếp theo đó là từ đàm phán, đó là từ negotiation. 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 Đây là SC nha, tức là các bạn chú ý này. Từ đây là TIA, TIA nhưng mà đọc là CA. Negotiation, cho âm rơi vào chữ A này. Negotiation. Negotiation. Ok, nếu mà bước vào phòng đàm phán thì chúng ta sẽ dùng từ gì, động từ gì mọi người nhỉ? Đó từ enter. Enter negotiation, bước vào vòng đàm phán, bước vào bàn đàm phán chẳng hạn. To do something để làm gì đó. Ok, vậy thì đó là về phát âm và một số từ mà các bạn hay sai. Nhưng mà về nội dung thì chúng ta sẽ tổng hợp lại như sau. Đó là the French mà đã thua một cách hoàn toàn, chúng ta sẽ dùng là the French were comprehensively defeated, có nghĩa rằng là người Pháp đã bị đánh bại một cách toàn diện. Ok, proud, to be proud of. Chúng ta sẽ không dùng từ proud nữa mà dùng từ động từ pride, và phải đi với danh từ tính động từ đó là take. Pride và tính và giới từ nó là gì mọi người nhỉ? Đó là in. Take pride in something. Under the control thì đồng nghĩa là under the command of something, of somebody. Tức là dưới sự chỉ huy của ai đó. An important person in history. Chúng ta có từ đồng nghĩa, từ thay thế đó là a significant figure in history. Một hình mẫu lịch sử, một nhân vật quan trọng trong lịch sử. Các bạn chú ý là dùng từ figure nha. Không nên dùng từ person. Ok, vậy thì đó là tất cả những nội dung trong 3 ngày hôm nay. Và đó là câu hỏi cuối cùng, miêu tả một sự kiện quan trọng. Mình hy vọng là các bạn đã chép bài đầy đủ và luyện tập thật là chăm chỉ nha.